Kính thưa quý vị, Facebook đang thay đổi chiến lược và nói với các nhà quảng cáo rằng đã đến lúc phải trả tiền để chơi nếu họ muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ quảng cáo của Facebook. Theo phân tích gia Michael Pachter, thì đây là một bước đi đúng hướng. Ông Pachter ước tính Facebook có thể tạo ra khoảng từ 3 đến 4 tỷ Mỹ Kim doanh thu hàng năm từ các quảng cáo. Dịch vụ quảng cáo cho phép các thương gia gửi các chương trình khuyến mại đến những người bạn Facebook của họ. Những người này cũng có thể đăng lại quảng cáo cho bạn của họ xem. Điều này tạo ra một mối quan hệ đặc biệt giữa người bán và người mua, khác với các chương trình khuyến mãi hàng ngày của các trang mạng như Coupon hay Living Social. Các trang mạng này gửi ra email. Cho đến nay, việc đăng quảng cáo theo kiểu này là miễn phí, nhưng nay Facebook đã yêu cầu các thương gia phải trả ít nhất là 5 Mỹ Kim trên các quảng cáo. Điều này sẽ mang lại thu nhập mới cho Facebook. Các nhà đầu tư và các nhà phân tích đã tự hỏi khi nào thì Facebook sẽ đưa ra những cách thức mới để kiếm tiền. Cổ phiếu của trang mạng xã hội đã bị mất 40% kể từ khi được bán ra công chúng. Facebook cũng cần phải cạnh tranh với các công ty quảng cáo Internet khổng lồ như Google bằng cách tận dụng những điểm mạnh của mình. Theo các phân tích gia, Facebook cần phải làm nổi bật giá trị mạng lưới xã hội của mình. Facebook đã không công bố kết quả của chương trình quảng cáo này, nhưng các nhà phân tích cho rằng nếu Facebook này tuyên bố thu chi phí, thì có lẽ là chương trình quảng cáo này là một thành công.